Và tiếp theo, bài bao nhiêu nữa nào? Bài 198 rồi đúng không? Bài 99. Câu 99. 29,8 gram hỗn hợp gồm ZN và FE. Hỗn hợp gồm ZN và FE vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5 m. 600 ml CuSO4 0,5 m. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X và 30,4 gram hỗn hợp kim loại. Hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của FE trong hỗn hợp ban đầu là tính phần trăm khối lượng FE ban đầu. Các phản ứng làm sao hoàn toàn thì có nghĩa là phản ứng đến cùng. Suy nghĩ đi xem thế nào. Rồi em nói đi. Rồi. 65 x cộng với 56 y sẽ bằng 29,8. Ừ. Sau đó thì câu sau ra sao? 2 x cộng với 2 y sẽ bằng 0,3. Đúng rồi. Thế thì em coi như phản ứng này là vừa hết à? Bởi vì nó phản ứng ấy mà. Em thử giải hệ thử xem. Em giải hệ xem nó ra số đẹp không. Em cứ thử đi.
đúng không? Hỏng. Ok, bài này nhá, với bài như thế này đấy thì chúng ta sẽ làm theo cách thử đáp án trước đi. Thử đáp án. Cách 1 là làm trắc nghiệm. Thử đáp án. Đáp án. Bây giờ em thử đáp án A cho thầy xem. Thử đáp án A xem là số mol của sắt bằng bao nhiêu. Khối lượng của hỗn hợp ban đầu là 19,3 nhé. Mà phần trăm của sắt là 56,37 thì em sẽ tính cho thầy số mol sắt là bao nhiêu. Em lấy tổng khối lượng là 29,8 này. Em nhân với 56,37. Em chia 100 là ra khối lượng của sắt. Sau đó em chia cho 56. 0,2999 là 0,3. Chỉ 0,3 em ạ. Đáp án B là 64,42 nhân với 29,8 chia 100 chia 56. Cái này lẻ này, đáp án B là 0,34 lẻ. 3428 cái này lẻ. Đáp án C. Đấy, 29,8 nhân với lại 43,62 chia 100 chia 56. Nha, 0,23. 0,2321 cũng lẻ. Đấy lẻ. Đáp án D. 29,8 nhân với lại 37,58 chia 100 chia 56. À cái này có được. Cái này là 0,2. 0,1999 là 0,2. Đấy, vậy thì ta có hai đáp án có thể chọn được. Đó là 0,2 và 0,3. Đấy, có thể chọn được. Bây giờ thử đáp án tiếp. Ta thử tiếp này. Em lấy số mol của ZN là 0,3, vậy thì suy ra số mol sắt 0,3 thì suy ra mol ZN bao nhiêu? Cái FE này suy ZN là 29,8 trừ đi 56 nhân 0,3. Đấy, chia cho 65. 0,2 đúng không? Chuẩn chưa? Đây nhá, em lấy 29,8. Em trừ đi 56 nhân 0,3. Đấy, chia cho 65. 0,2 chuẩn chưa? Thế còn cái này. Thử cái này xem là đây là FE này, vậy thì Z nào là bao nhiêu? 29,8. 29,8. Em trừ đi 56 nhân 0,2. Đấy. Chia 65. Lẻ đúng không? Z nào là lẻ. Vậy thì em đã biết có đáp án nào chưa? Vậy thì đây sẽ là đáp án đúng. Cả hai mon đều chẵn thì là ok. Đấy là làm. Tóm lại chúng ta không biết gì về sau cả. Không biết gì về sau cả. Chúng ta làm thủ đoạn thế. Ờ đúng rồi. Thế còn hơn là không làm được. Đúng không? Đấy, đầu tiên là cứ tính như thế để tính xem mon sắt thế nào. Cái nào lẻ thì ta bỏ loại luôn. Thế còn nếu chẵn thì ta thử tiếp xem Z nào là bao nhiêu. Đấy. Ít khi lắm em ạ. Gần như không có. Ít khi lắm. Cách 2. Đây cách này đáp án là cách gọi là thủ đoạn thôi. Đấy, vậy thì ta loại cái này. Loại này vậy còn đây đáp án này. Cách 2. Hay là cách bản chất à. Cách bản chất thì bây giờ em mới suy luận này. Có một cách suy luận là hỗn hợp kim loại. Đấy, hỗn hợp kim loại thì có những kim loại gì? Hỗn hợp phải mấy cái trở lên? Ít nhất là 2. Mà cái kim loại chắc chắn là phải có cái gì đấy? Đúng rồi, bởi vì ZN với FE nó đẩy cái CU ra mà. Vậy kim loại chắc chắn phải có CU. Vậy thì còn một cái loại thứ hai nữa. Có thể là sắt. Có thể là gì? Sắt.
kim loại thứ hai có thể là sắt, hoặc có thể là gì, cả sắt và cả kẽm. ZN phản ứng hết rồi mới lên lượt gì, lên lượt sắt phản ứng. Vậy thì nếu như ZN hết mà sắt phản ứng một phần thôi, vậy thì vẫn còn sắt dư đấy. Hoặc trường hợp thứ hai là ZN chưa hết thì FN gì nhỉ, chưa phản ứng. Vậy thì có phải là sau phản ứng vẫn còn có cả FN cả ZN không? Đấy, bây giờ các em nhận thấy nè, nhận thấy này, cái 29,8 này này với lại cái 30,4 này như nào với nhau? Khối lượng thằng này tăng lên đúng không? Khối lượng thằng này tăng lên. Khối lượng thằng này tăng lên. Từ 29,8 mà ra 10,4 là tăng rồi. Tăng rồi thì em thấy rằng tại sao lại tăng? Tại sao lại tăng đây? Nếu bây giờ em biết là cái mở lớn của ZN là bao nhiêu? Mà lớn của siêu là bao nhiêu? Ok, vậy thì nếu như chỉ có ZN phản ứng, đúng, nếu như chỉ có ZN phản ứng thì ZN là nặng hơn mà tan ra, CU nhẹ hơn lại bám vào, thì cái tan ra là nhiều và cái bám vào là ít. Vậy thì khối lượng phải giảm, thế mà nó lại tăng. Vậy chứng tỏ phải có thêm gì phản ứng? Đúng rồi, FE là mà lớn là bao nhiêu? 56, CU là bao nhiêu? 64. Vậy thì FE nó nhẹ, nó ra, mà CU nặng, nó vào, thì mới gì nhỉ? Thì mới gì? Mới tăng được. Đấy, vậy thì chỉ cần nhìn vào hai số này, chúng ta đã biết là FE phải làm sao? Phải có phản ứng. Vậy ZN phải làm sao? Phải hết. ZN phải đến hết rồi, lượt FE phản ứng. ZN phản ứng trước mà. ZN phản ứng trước mà FE phản ứng, tức là ZN phải hết rồi mới lượt FE phản ứng. Em hình dung được chưa? Đấy, cái hai này cực kỳ quan trọng này, ta thấy là 29,8 nhỏ hơn 30,4. Tức là suy ra là gì nhỉ? Là tăng. Nếu chỉ có ZN phản ứng thì M phải gì? Phải giảm, vô lý. Chả giả thiết đúng không? Vậy suy ra phải có cái gì nhỉ? Phải có FE phản ứng. Mà FE đã phản ứng thì ZN trước đó phải làm sao? Phải hết, đúng rồi. Vậy suy ra ZN phải hết trước đó. ZN phải hết trước đó. Vậy thế nó rơi vào cái trường hợp là gì đây? Đây trường hợp này này. Cái này không phải. ZN không còn. Chỉ có FE còn thôi. Ok, thế bây giờ em coi cái FE ban đầu ấy chia thành hai phần là gì nhỉ? Là FE phản ứng và gì? Đúng rồi, FE ban đầu phân thành hai phần là phần phản ứng và phần dư. Giả sử thầy gọi phản ứng là X, thế còn phần dư là Y, thế còn ZN là gì? Là Z đi. Hay em thích như nào cũng được. Em thích là ZN là X cũng được. Thế còn cái FE này chia hai phần. Phần phản ứng là Y. Phần dư là gì? Là Z. Được không? Rồi, vậy chúng ta có dữ kiện đầu tiên đây. Dữ kiện đầu tiên là tổng khối lượng 29,8. Vậy ta có là 65X. Cộng với gì? Cộng với 56X. Đúng rồi, cộng với 56X. Cộng với 56 gì?
56y bằng 29,8. Phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai chính là cái khối lượng hỗn hợp này. Hỗn hợp này chuẩn à đâu? 64 chứ. Hỗn hợp kim loại là 30,4 gram, này gồm có đồng này. Có đồng này có gì nữa? Có sắt dư. Đồng và sắt dư. Mà đồng bày bao nhiêu mol? Đâu? Đồng là có x, Zn có x thì đồng sinh ra là x này. Về ta 64x này. Zn Fe phản ứng là y, vậy thì số mol của đồng sinh ra cũng là gì? 56 à, cũng là y. Vậy thì có phải là cộng 64y không? Thế ra em viết hai phương trình ra. Zn cộng với Cu R4 thì thành Zn R4 cộng Cu và Fe cộng với Cu R4 thì thành gì? Thành Fe R4 cộng với Cu, thằng này là x này, thằng này là y này. Đây cũng là x, và đây cũng là gì? Y có phải là 64x này cộng 64y không? Cộng mấy gì còn dư nữa? À, đúng rồi, sắt dư là 56z. Sẽ bằng cái gì đây? Đúng rồi, 30,4. Thôi cứ để đấy, tí giải hệ phương trình bác ẩn. Phương trình thứ ba là dựa vào cái này em này. Đây là x. Đây là x. À, đây là y. Vậy ta có là x cộng y bằng mol của Cu thôi. Đúng rồi. X cộng y bằng mol của Cu 600 đổi ra là 0,6 nhân với lại 0,5 là ra 0,3. Bây giờ em giải hệ ra. X bằng y bằng z bằng. Ừ. Không phải mấy? 0,2, 0,1, 0,2. Vậy từ đó ta mới suy ra phần trăm khối lượng của Fe sẽ bằng tổng hai cái sắt là Y cộng Z 0,1 cộng 0,2 tất cả nhân với gì nhỉ? 56 và chia tổng khối lượng ban đầu 29,8 nhân 100. Ừ. 56,37 hả? Còn ăn ao. Đấy. Mà này là phải khó. Nói chung là cái dạng kim loại dụng với muối là dạng khó. Dạng này á, những cái bài này nằm trong nhóm 9-10 điểm. Ừ. Đúng rồi. Cái bài này nằm trong nhóm 9-10 điểm. Đấy, mắc rồi đấy. Mắc khó rồi đấy. À, khó hơn nữa đó thì nó chỉ là có 1-2 con thôi. 1-2 con là nó tính toán nó hơi rắc rối một tí. Bài khó nhất ấy, thì thường nó hay rơi vào, một là hữu cơ, phần este, hai là nó rơi vào phần bài sắt, bài nhôm. Thì rồi em học em sẽ biết, rồi em từ từ. Vậy em cần phải làm gì đến những cái bài đó? Những bài đó không cần thiết em ạ. Em chỉ cần làm 9 điểm trở xuống thôi mà. À, tầm 9 điểm thôi mà. Nhưng mà phải mục tiêu cao hơn thì... tốt. Giả sử mình phấn đấu đến mục tiêu này có thể dưới mục tiêu làm sao? Tốt. Tức là nếu mình chỉ phấn đấu mục tiêu chính thì không có mục tiêu thì có thể mình sẽ bỏ qua cơ hội để điểm cao hơn. Cái đấy là em nói là rất là lý thuyết thôi. Bởi vì là mình mục tiêu là mình lấy điểm cao thì mình hay tập trung vào những bài khó, và những bài trung bình và những bài dễ thì mình lại nơ là, thế lại là hỏng em ạ. Đấy, đúng rồi đấy, cứ tập trung vào những bài khó, đâm đầu vào những, làm những bài khó, tính toán phức tạp rối rắm nó quá tốn thời gian, mà trong khi những bài bình thường, trung bình, khá hoặc là đơn giản thì mình lại hay sơ sẩy, mình lại hay mất điểm rất là đáng tiếc. Vậy thì làm cho thầy thật chắc cái gốc đấy, sau đó thì còn thời gian bắt đầu mới làm những cái phương nâng cao. Thì thầy muốn là cái phần những bài tập nâng cao ấy, những bài tầm 90 điểm ấy là chỉ học vào lúc chuẩn bị thi thôi,
Đấy. Tức là mình thật chắc hết những cái cơ bản đã. Thế còn lúc đấy thì chúng ta mới tập trung vào những câu đấy sau. Chứ ngay bây giờ mà cứ tập trung vào những bài khó thì những câu đơn giản thì lại hỏng. Sáu năm x cộng với lại 65x cộng với 65 cái này thầy gọi đây là y z z thầy viết nhầm đấy. Mục tiêu của chúng ta là cứ làm thật chắc những bài khá, trung bình khá đấy. Thế còn trước ngày thi khoảng một tháng thì chúng ta sẽ làm những câu nâng cao. Đúng rồi, nhưng mà cơ bản là tập trung vào những bài tập tổng hợp em ạ. Bài tập tổng hợp tức là liên quan đến nhiều chương sâu chuỗi. Lúc đấy thì thầy sẽ chọn những bài hóc ra thầy hướng dẫn. Thì cơ bản nó cũng là những bài như này thôi, những mức độ như này thôi. Học kiểu bản chất thì mình cảm giác như mình tìm ra được cái gọi là cái bí mật đấy, tìm được bí mật. Đúng rồi, không hiểu sâu đến tận gốc thì cảm giác cứ trần vờn ở ngoài thấy rất là khó chịu.